Mới đây, một trường hợp bệnh nhân nam 18 tuổi vào phòng khám đa khoa Melatech Tây Hồ trong tình trạng co giật toàn thân sau khi hút thuốc lá điện tử. Cụ thể, bệnh nhân nam tên là NTH đột ngột xuất hiện tình trạng mất ý thức kèm co giật toàn thân, cơn kéo dài trong vòng 3 phút, sau đó em H rơi vào trạng thái mệt mỏi, lơ mơ kéo dài trong khoảng 1 giờ đồng hồ. Người nhà ngay lập tức đưa H tới phòng khám đa khoa Melatech Tây Hồ để thăm khám và kiểm tra. Khai thác tiền sử, bệnh nhân cho biết trước khi xuất hiện cơn co giật có hút thuốc lá điện tử. Đáng nói, loại thuốc được sử dụng trong lần này là loại mới kèm theo tăng liều lượng. Cũng theo thông tin từ người nhà cung cấp, bệnh nhân thường xuyên hút thuốc lá điện tử liên tục trong vòng 2 năm trở lại đây. Sau khi thăm khám và thực hiện các cận lâm sàng cần thiết, bao gồm phương pháp chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao như là MRI sọ não, bác sĩ kết luận tình trạng của H cần theo dõi cơn động kinh khởi phát toàn thể do sử dụng chất gây nghiện. Bệnh nhân được bác sĩ hướng dẫn theo dõi cơn, yếu tố nguy hiểm cần cảnh giác, triệu chứng nghiêm trọng cần nhập viện cấp cứu, đồng thời khuyến cáo và tư vấn hướng cai chất gây nghiện. Theo bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Anh Tuấn, chuyên khoa thần kinh, phòng khám đa khoa Melatech Tây Hồ, trong thuốc lá điện tử có chứa rất nhiều loại chất, khi bệnh nhân hít phải sẽ kích thích thần kinh, tim mạch rất mạnh, các hóa chất này thay đổi liên tục theo khu vực, thị hiếu của người dùng. Bên cạnh đó, trong thuốc lá điện tử còn chứa nicotine, liều lượng có thể rất thấp nhưng lại có chất độc gây co mạnh, tổn thương cơ thể. Đáng nói, bản chất của nicotine là chất gây nghiện, người chưa sử dụng thuốc lá bao giờ nếu dùng thuốc lá điện tử sẽ nghiện nicotine, từ đó dễ chuyển sang nghiện thuốc lá, thuốc lào. Liên quan đến vấn đề thuốc lá điện tử, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Trung Nguyên, giám đốc trung tâm chống độc bệnh viện Bạch Mai cũng thông tin, thuốc lá điện tử là một biến thể của rất nhiều thứ phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe mà người dùng cần cảnh giác. Thuốc lá điện tử cực kỳ phức tạp, là một biến thể của rất nhiều thứ phức tạp mà độc hại hiện nay. Nhất về mặt thuốc lá điện tử, mặc dù quảng cáo là trên nhãn mát có thể không có nicotine, thì tuy nhiên là vẫn có nicotine và thậm chí là có những nghiên cứu khảo sát cho thấy là cái lượng nicotine trong thuốc lá điện tử có thể còn cao hơn cả thuốc lá thông thường. Đây là một. Thứ hai là trong cùng thuốc lá điện tử nó có rất nhiều thành phần phức tạp khác, nó có cái tác dụng để làm cho công mục đích khác nhau của cái cho người sử dụng, cho người kinh doanh. Đấy, có thể các chất để tạo mùi, tạo khói, tạo hơi, rồi các chất tạo mùi, rồi rất nhiều thứ. Và khi đốt cháy đấy và khi bốc hơi lên thì đã có sáng tác người ta đã chứng minh là phát hiện định chất. Những chất đấy cho lên, đổ lên thì có thể những chất có thể tạo thành gây ung thư, có thể gây tổn thương phổi. Mà điển hình nhất là những ấy, là một cái hiện tượng rất rõ là vitamin E người ta có thể cho vào, là vitamin E khi đốt cháy lên đã tạo được một chất gây tổn thương phổi và gây một cái tình trạng tổn thương phổi rất nặng nề. Vậy trong thuốc lá điện tử, một là nicotine, thứ hai là ngoài có cái thành phần khác là phụ gia người ta cho vào và khi đốt cháy đều là một cái triệu chứng rất là phức tạp, vừa là tổn thương phổi vừa là có thể gây tổn thương gây ung thư. Và các chất phụ gia đấy nó sẽ thay đổi theo thời gian, theo mục đích sử dụng, theo cái tình yếu, nhu cầu. Thế và năm này, năm khác thay đổi liên tục và chúng ta sẽ không đoán định được rất nhiều chất. Nhưng còn bệnh tổn thương thì có thể nói là phức tạp hơn là phức tạp thông thường. Thông thường chúng ta biết một cây đấy, thường thường nó có gì, tất nhiên rất cực kỳ độc hại rồi. Đấy là vấn đề thứ hai. Vấn đề thứ ba là trong thuốc điện tử nó còn có rất hay trường hợp, rất hay. Như trường hợp, chúng ta đã thấy là có so những chất ma túy đặc. Đơn giản nhất là người ta cho cần sa, cho cần sa tự nhiên vào. Ngoài ra thì đã có nhiều trường hợp chúng tôi ghi nhận là bệnh nhân ngộ độc ma túy với biểu hiện rất là nặng nề, thế và đến viện và qua xét nghiệm trên bệnh nhân và các mẫu thuốc lá điện tử của bệnh nhân tìm thấy các cái chất ma túy thể mới, các chất cần sa tổng hợp. Và như chúng ta thấy đây bệnh nhân ta có một chất cần sa tổng hợp đã xác định tên rõ ràng trong mẫu của bệnh nhân. Thế và cho tới nay là có tới hàng trăm chất cần sa tổng hợp mà được tạo mới hàng ngày một cách phi phạm đấy, và để cung cấp cho những người sử dụng ma túy. Và cái chất đấy thì được tính rất là phức tạp, như đều có biểu hiện tác dụng rất mạnh lên thần kinh, tâm thần và thường là ảnh hưởng tim mạch và có thể ảnh hưởng rất trong các loại khác nhau tùy theo tính chất và rất là nặng nề.